Em Trâm xin được chào toàn thể các bác. Và trước mắt các bác đây là một chiếc xe không phải là đẹp bình thường mà là đẹp xuất sắc luôn, mà là cực đẹp luôn các bác nhá. Đã thế chiếc xe lại mang theo một cái biển, này, biển VIP luôn các bác nhá. Đấy, biển này mất rất là nhiều tiền mới có được cái biển này. Đấy các bác nhá. Một mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản, form dáng rất là đẹp và đời cao. Đấy, chất lượng của xe thì các bác nhà mình có thể là ngắm qua video để các bác biết được là chất lượng của chiếc xe nó đến đâu nhá. Đấy. Tất nhiên thì em sẽ vừa đi quay và em vừa tả để các bác biết được chiếc xe này nó như nào nữa. Đây các bác xem này. Đấy, đẹp không? Đấy, chiếc xe những con bu lông ốc vít, những cái vị trí móc khóa cánh cửa, những cái vị trí táp lô, táp ly. Đấy. Rồi mọi thứ của chiếc xe đẹp như kiểu là đời 2015 đến 16, 17 vậy. Đấy, như một chiếc xe lướt luôn các bác nhá. Đấy, phần táp lô cho đến phần hình thức ngoại thất của chiếc xe, thiết kế ra form dáng cũng như là những mẫu xe đời cao luôn đúng không ạ? Đây, tiếp tục em mời các bác nhà mình đón xem. Đây, phần táp ly cánh cửa này. Đấy, đèn kit luôn. Và ghế da của xe thì hoàn toàn vẫn là rất là chất liệu ghế da xịn nhá. Chất liệu ghế da xịn nguyên bản theo xe. Và các bác nhìn này, ghế da nó còn không bị lứt nát này. Đấy, rất ít khi ngồi đến, rất ít khi sử dụng. Đấy, cho nên là ghế da mới được đẹp như thế này nhá các bác nhá. Đây, tiếp tục ạ. Đây. Đấy, ngay là những phút đầu tiên. Ngay những phút đầu tiên thì các bác đã nhìn thấy được chất lượng của chiếc xe này thế nào rồi đúng không ạ? Tiếp tục nhá, chưa hết đâu ạ. Đấy, chiếc xe lại được trang bị một dàn lốp mới nữa này. Đấy, một dàn lốp mà chủ xe mới thay xong. Xe được mang tên là Mazda 32, Mazda 3 các bác nhá, Mazda 3. Chiếc này được sản xuất năm 2009, đăng ký lần đầu năm 2010. Bản số tự động máy 1.6. Số tự động máy 1.6 các bác nhá. Với lốp sơn màu xanh rất là độc và rất là lạ mắt. Đấy, rất là độc và rất là lạ mắt luôn. Rất là ít có trên thị trường đối với cái màu xanh này. Đấy, màu này là màu nguyên zin nguyên bản theo xe các bác nhá. Và sơn zin của mẫu này còn tương đối là nhiều. Đây các bác xem này. Đấy. Không phải là đẹp về hình thức mà trên chiếc xe này nó còn được cả về chất lượng nữa các bác nhá. Máy số của xe hiện tại đang còn nguyên zin. Máy số của xe hiện tại là nguyên bản, chưa động chạm, chưa bổ máy các bác nhá. Đấy, chưa bổ máy đâu. Tí em sẽ quay máy để các bác xem khu vực phần máy của chiếc xe này như thế nào nhá. Đấy, đèn bi này. Đấy, đèn trong vắt luôn. Chiếc xe nhìn như là những mẫu đời cao, như là những mẫu xe đắt tiền đúng không ạ? Đấy, nhưng mà giá tiền của chiếc xe này thì cũng chỉ loanh quanh nhô 300 triệu các bác nhá. Đấy, thì các bác có thể là mua được mẫu này về dùng rồi. Đấy, bây giờ thì em lại quay cho các bác xem thêm để các bác biết về tình trạng của mẫu xe này nó như nào nhá. Đấy, cái phần này là vẫn là nỉ này. Đấy, hoàn toàn vẫn là nỉ này. Đây, các bác ngắm thêm này. Vàng ươm luôn, đúng không ạ? Ghế này được ngồi nhiều nhất đây. Đây các bác nhìn này, ghế ngồi nhiều nhất mà nó còn được đẹp như này. Đấy, ngồi nhiều nhất mà nó còn được đẹp như thế luôn. Đấy, ghế đây nữa nhá. Đấy, vô lăng đây. Đấy, tiếp tục đây ạ. Đấy, quá đẹp cho một chiếc xe đời bình thường không cao lắm đúng không ạ? Đấy, sàn này vẫn là nỉ này. Đấy, trần cũng vậy nhá, trần vẫn là trần nỉ nhá, có cửa lốc đàng hoàng. Đấy, chỉ cần là nhìn vào một vài vị trí như vậy thôi thì các bác cũng đã hình dung ra được chất lượng của mẫu xe nó đã đến ở mức độ nào rồi đúng không ạ? Đấy, các bác xem này, nóng trong của xe là hoàn toàn là sơn zin nhá. Đấy, đấy, cánh cửa nó như này cơ mà, lốp dày cả dàn luôn, máy móc cực đẹp, một chiếc xe gần như là còn hoàn hảo các bác nhá. Các bác đến xem thì chỉ bàn về giá thôi, chứ còn đi về xe là không có gì để bàn đâu ạ.
Đấy, bây giờ thì em sẽ quay chi tiết đối với cái mẫu xe này để các bác nhà mình xem nhá. Mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc, máy 1.6, mức tiêu thụ nhiên liệu nó sẽ hấp dẫn ở mức độ tầm khoảng 8 lít trên 100 km. Đấy, những mẫu xe nhập thì các bác biết rồi, là bao giờ nó cũng sẽ bền hơn là những mẫu xe đến từ lắp ráp Việt Nam, đúng không ạ? Nó sẽ bền hơn và nó sẽ chắc chắn hơn. Đấy. Và mẫu xe này thì bên em cũng mới về thêm một chiếc xe đỏ này, nhưng mà khách vừa mới cọc xong. Đấy, chưa kịp lên sóng thì cũng đã có một anh ấy cọc xong rồi. Đấy. Các bác nào mà xem xong video này đấy, mà đã thích rồi thì hãy nhấc máy lên chốt luôn nhá. Theo hai số điện thoại là 093 8586 307 và 0389 000 555. Đây là hai số hai hot, hai là số hai số chính và hai số hotline của bên em. Các bác hãy nhấc máy lên alo sớm để được chốt sớm mẫu xe này. Đấy. Có thể là đặt cọc các bác nhá, có thể là các bác nhà mình đặt cọc qua số tài khoản, có thể là các bác gần mình phi đến xem xe luôn. Đấy. Đến xem xe luôn, chạy thử luôn và chốt luôn. Đấy. Thì mẫu này sẽ thuộc về các bác. Đấy. Cái biển số đã rất là giá trị rồi. Đấy, kéo theo là xe này còn rất là đẹp nữa, đúng không ạ? Đấy, bây giờ nha thì em mời các bác đón xem chi tiết về xe. Đấy, trước khi đi xem chi tiết về chiếc xe này thì các bác cho em xin một like, một lần chia sẻ các bác nhá. Một lần like và một lần chia sẻ. Và để giúp các bác xem thêm những chiếc xe khác, những mẫu xe khác mà hiện tại đang có ở cửa hàng bên em, thì các bác hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào nút theo dõi thông báo chuông, để mỗi một khi em đăng tải một chiếc xe nào lên, một video nào lên, thì các bác sẽ được báo ngay trên màn hình điện thoại các bác nhá. Đấy, điện thoại sẽ tự động báo về để các bác mình tiện theo dõi, không bỏ lỡ bất cứ một video nào mà bên em đưa tải lên. Đấy, và ok, xin được cảm ơn. Bây giờ thì em mời các bác đi xem chi tiết về mẫu xe này. Đấy. Keo chỉ thì đảm bảo các bác luôn là không mất một phân nào nhá. Đây keo chỉ này. Cam kết cho bác luôn, mẫu xe này và tất cả những mẫu xe khác bên em bán không đâm đụng, không va chạm, không ngập nước, không thủy kích các bác nhá. Đấy, cam kết cho bác để các bác được yên tâm về mẫu xe bên em đang bán. Đây. Sơn trong này rất là bóng đẹp nhá. Chỗ này nó chỉ bẩn thôi. Táp ni táp nô của xe được thiết kế tông màu đen. Đấy, tông màu đen. Đấy, con thế này. Những cái vị trí này được sử dụng nhiều nhất đây. Riêng cái khu vực người ngồi lái này, đấy, là khu vực được ngồi sử dụng nhiều nhất. Từ về cái tay cầm này, đúng không ạ? Từ cái tay cầm này cho đến cái những cái nút bấm này, cho đến cái phần ghế này, đúng không ạ? Được sử dụng nhiều nhất. Được sử dụng nhiều như vậy rồi thì chiếc xe này nó sẽ ra làm sao? Nó có bị kém đi không? Thì mời các bác xem. Đấy, lòng trong sơn zin này. Đấy, tem vẫn còn nguyên này. Tem vẫn còn nguyên nhá. Đấy, chỗ này bằng da này. Đấy, các bác xem này. Đấy, xe được sử dụng đến bây giờ cả chục năm rồi. Thế nhưng mà chiếc xe vẫn còn rất là mới, đúng không? Rất là mới so với đời. Và tất cả những cái gioăng cửa của chiếc xe không bị làm sao cả này. Đấy, không bị làm sao cả nhá. Đấy, mời các bác chú ý đón xem để cảm nhận, biết một cách rõ nét, chi tiết nhất về mẫu xe này mà hiện tại cửa hàng em mới có, mới về xong. Cái con bu lông ở đây là cũng chưa tháo, chưa vặn nhá. Đấy. Đây là cánh của xe là chưa bị tháo dỡ, chưa bị tháo rời. Đấy, ghế da này. Quay lại cho các bác xem về cái chất liệu da của chiếc xe. Táp lô này. Vô lăng tích hợp bàn phím điều chỉnh âm thanh. Đấy. Và có túi khí nằm ở giữa vô lăng các bác nhá. Túi khí nằm ở giữa vô lăng. Đây. Táp lô đây. Hộp số tự động và được thiết kế là hệ zig zag. Các bác nhá, hệ zig zag. Đấy, chỗ này là hộp đồ này. Và đây này là hộp đồ nữa này. Đấy. Hệ thống điều hòa của xe hiện tại đang sử dụng tốt hai chiều nóng và lạnh. Và chiếc xe cũng đã được thêm camera lùi, được gắn ở trên gương đây. Đấy. Trần này, trần rất là sáng nhá, rất là nét nhá. Cửa lóc hiện tại đang hoạt động trơn tru. Cửa lóc hoạt động
Block còn hoạt động rất là tốt. Đấy. Một chút nữa em sẽ quay phần bên ngoài sau. Em quay các bác xem phần nội thất bên trong trước. Đấy. Vì quay nội thất thì các bác cảm nhận được chiếc xe nó sẽ dễ hơn phần bên ngoài, đúng không ạ? Bên ngoài thì đôi khi các bác không nhìn được ra nước sơn của nó, thì các bác bảo là chỉ cần là vài triệu cái nó bóng ngay, đúng không ạ? Cho nên là em sẽ quay phần nội thất trước nhá. Đây, cabin đây. Mới không? Rất là mới, đúng không ạ? Cực mới so với đời. Em nói là cực mới so với đời nhá, chứ còn đi so với đời cao 2019-20 thì không thể bằng được rồi, đúng không ạ? Nhưng mà cực mới so với đời luôn. Đấy, các bác thân này, đẹp chưa? Em sẽ quay làm sao chi tiết và đầy đủ nhất về mẫu xe Mazda này. Một mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản, đúng không ạ? Một chiếc xe mà được rất nhiều người quan tâm và ưa chuộng ở tại thị trường Việt Nam, kể cả như là các nước trên thế giới cũng vậy, được đón chào rất là nồng nhiệt cái mẫu xe này. Vì dáng đẹp này, đấy, bền lành, tiết kiệm, đặc biệt thì giá thành cũng không cao, rất là hấp dẫn, đúng không ạ? Đấy, bộ ghế ra đây, em quay lại bác xem nhá. Đấy, chỗ này là cái tịt tay. Đấy, phía sau khá là rộng, các bác có thể để đồ. Đấy, và bây giờ em sẽ sang bên phụ quay nhé. Và cũng sẽ mở cốp ra để các bác ngắm một khoang cốp luôn. Đây, khoang cốp đây ạ. Đây, lì còn đẹp nhá. Đấy, cốp rộng rãi. Cốp của xe này rất là rộng rãi. Đây, kích lốp có thứ là nằm ở dưới đây nhá. Đây. Đấy. Rất là rộng, các bác có thể để đồ thoải mái luôn đối với cái mẫu xe này. Và tiếp tục ạ. Em kính mời các bác ngắm sang khu vực bên đây. Khu vực bên đây nhé. Đây, dòng cửa đây. Vách cửa đây. Bốn cánh đẹp đều. Bốn cánh rất là tươi, bốn cánh đẹp đều luôn các bác nhá. Đây, em quay gần chút nữa này. Bốn kính điện lên xuống nhẹ nhàng. Ở vị trí này thì cũng đã được ốp Hilux vào đây, có đèn nhá. Mazda 3 này là đèn màu xanh. Tất cả những cái gioăng ở vị trí xung quanh khung cánh cửa này. Đấy, sơn si rất là bóng đẹp. Phần tắp lô của chiếc xe được thiết kế ra như là những mẫu đời cao, đúng không ạ? Đấy, vị trí cốp rất là rộng nhá. Tất cả đồ nhựa bên trong xe không bị gãy vỡ gì. Đấy, chìa khóa khiển vẫn là chìa khóa zin nguyên bản theo xe. Hệ thống âm thanh cũng là nguyên zin theo xe, âm thanh nghe rất hay. Đấy, âm thanh rất hay nhá. Đấy, các bác cùng xem nhá. Đấy, tem này vẫn là tem zin này. Độ zin của nguyên bản chiếc xe này thì quá là ok rồi. Chỉ tỉa lại một chút sơn thôi, không nhiều các bác nhá, sơn zin còn nhiều. Sơn zin của xe này cũng quá nhiều luôn, chỉ tỉa lại một chút thôi. Lòng trong này hoàn toàn là zin rồi. Đây, các bác ngắm nhá. Em quay quá kỹ đúng không ạ? Quay quá kỹ cho các bác này mình ngắm đây. Kính điện lên xuống nhẹ nhàng. Những cái tay cầm này các bác xem này. Những cái vị trí tay cầm mở cánh cửa này không mòn một tí nào, đúng không ạ? Tiếp tục em quay lốt cái vị trí này để
các bác nhìn mình xem. Đấy, sàn da. Đấy, sàn nỉ và được lót một cái tấm da ở trên. Đấy, như vậy phần nội thất bên trong em cũng đã quay đến đây là tương đối rồi, đúng không ạ? Em quay đóng cửa nhá. Đấy, cửa đóng rất là chắc, rất là nhẹ. Đấy, rất là nhẹ và rất là chắc chắn. Bây giờ thì em sẽ di chuyển để quay phần bên ngoài cho các bác mình ngắm xem cái form của nó như nào nhá. Xong là quay gầm, quay máy sau, lồ cả máy lên cho các bác nghe luôn. Lốp này là một dàn lốp mít, lốp xịn nhá, chứ không phải lốp bình thường đâu. Lốp này khá là giá trị. Đấy, bắt đầu quay phần bên ngoài đây rồi. Đấy, nước sơn rất là bóng đẹp nhá. Form vỏ led căng. Là răng đúc nhiều lan rồi. Đèn rất là trong. Em đang quay gần để các bác ngắm đây ạ. Đặc biệt em rất kết cái biển này luôn. Bác nào mà trên Hà Nội mà mua mẫu này về thì mình chỉ việc là làm đăng ký thôi, biển vẫn giữ nguyên được. Còn bác nào mà ở quanh khu vực Hà Nội thì mình vẫn có thể để nguyên biển được. Và chỉ cần là làm giấy tờ mua bán, làm công chứng, làm ủy quyền, thế là đi được thôi nhá. Chứ còn thì mình cũng không cần phải ra biển làm gì. Nhất là đỡ tốn số tiền sang tên và đỡ mất cái biển đẹp, đúng không ạ? Đây, lốp này do không bị va chạm cho nên là về vỏ của xe còn rất là căng đẹp nhá. Đấy, rất là khít, đúng không ạ? Tất cả mọi chi tiết của xe rất là khít, rất là đều. Đăng kiểm của xe vẫn còn dài. Đấy, lóc đây ạ. Kính của xe được bọc dán phim cách nhiệt rồi. Gầm của xe rất là sáng. Chút nữa thôi em sẽ quay phần gầm để các bác xem. Những chiếc xe đời cao thì đèn đằng sau nó đã lên đèn khác một chút rồi. Đấy, khác về cái màu, đúng không ạ? Có cảm biến phía sau nhá, cảm biến chống va chạm phía sau. Đây, phía đằng sau đấy ạ. Có cam nùi. Đấy, có cam nùi và có cảm biến chống va chạm phía sau để cho các bác nhà mình khi nùi được an toàn. Đấy, không quay gần một chút nữa. Có đuôi gió rồi, nhìn chiếc xe nó sẽ tôn được vẻ đẹp lên. Phanh ABS 4 bánh các bác nhá. Đây, các bác cũng ngắm nốt cái vị trí bên ngoài của chiếc xe. Đấy. Như vậy thì phần bên ngoài cho nội thất bên trong em cũng đã quay đầy đủ và chi tiết rồi, đúng không ạ? Và bây giờ thì em kính mời các bác ngắm vào khu vực gầm. Đây, gầm đây ạ. Đấy, gầm đẹp chưa? Không có một cái hiện tượng gì xấu cả các bác nhá. Đấy, chỉ có bẩn thôi. Đây, gầm này. Gầm rất là sáng. Không có hiện tượng gì kém ở dưới gầm. À, bây giờ em sẽ lổ máy lên đi. Lổ máy và mở cabo ra. Đấy, máy lổ rồi các bác nhá. Chỉ cần nghiêng chìa khóa thôi. Bên em thì còn rất là nhiều xe với tầm tiền này. Đấy, các bác mình đang tìm mua thì các bác cùng theo dõi. Nhấn đăng ký để theo dõi nhá. Những cái vị trí em quên hết đây. Máy thì em nổ đây rồi, bây giờ thì em sẽ quay luôn phần khoang máy nhá. Máy đang nổ các bác nhá.
tất cả những cái mẫu xe bên em nhập về tại cửa hàng thì cũng đã cho kiểm tra rất là kỹ rồi, cho nên là các bác thì mình cũng hoàn toàn yên tâm về những mẫu xe hiện tại bên em lấy về nhé. Bên em có đội ngũ anh em rất là kinh nghiệm trong lĩnh vực về xe, cho nên là các bác hoàn toàn yên tâm kiểm tra kỹ hết về những vấn đề lỗi của những xe thôi. Những mẫu xe bên em lấy về là hoàn toàn là không có lỗi, đặc biệt là về vấn đề máy và số. Đây, máy và số của chiếc xe đẹp, máy của xe rất là sáng đẹp nhé, rất là sáng, rất là tươi. Và như em cũng đã nói lúc nãy, đã giới thiệu với các bác là chiếc xe này là mẫu xe này đấy ạ. Máy và số của xe hiện tại vẫn đang còn nguyên zin nguyên bản, chưa động chạm, chưa bổ máy, chưa bổ số các bác nhá. Máy số đại chất, máy số không có lỗi gì. Riêng về máy số và tất cả mọi thứ của chiếc xe đó là gần như là hoàn hảo rồi. Vâng, về tình trạng chiếc xe và hình thức của chiếc xe em cũng đã tả, đã quay đến đây thì tương đối là chi tiết và đầy đủ rồi. Thì các bác nhà mình đang có nhu cầu mua mẫu này về dùng cho gia đình nhà mình thì các bác hãy xem kỹ video và đến xem xe trực tiếp tại địa chỉ cửa hàng đối diện số nhà 1 số 6 Hồng Châu, đối diện 1 số 6 Hồng Châu của thành phố Hải Dương nhá. Đấy. Và các bác liên hệ cho bên em để được tư vấn và để được chốt xe, hoặc các bác có thể là mình cọc để giữ xe theo hai số điện thoại là số 0938586307 và 0389000555. Đây là hai số chính, hai số hotline, hai số Zalo của bên em. Và các bác kết nối cho em theo hai trang Facebook cá nhân là Trăm Ô Tô Hải Dương, hoặc là trang fanpage là Mr. Trăm Ô Tô Cũ thành phố Hải Dương các bác nhé. Rồi, ok, em xin được kết thúc video và xin hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo.